Khương Thành Mậu, những người này có đáng tin không? Chúa công muốn ông đảm bảo họ là những người tuyệt đối trung thành. Thưa hai vị đại nhân, những người này đều do đích thân thuộc hạ sàng lọc. Họ vốn là những cô nhi tứ cố vô thân tuyệt đối trung thành. Ngươi ra khỏi hàng. Giờ ta lệnh cho ngươi tự đâm vào người. Ngươi đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Tốt lắm. Từ nay trở đi, bọn ta sẽ phụ trách các ngươi. Trung tự môn phải có kỷ luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tiếp xúc với bên ngoài. Hãy cố gắng làm đi. Tuân lệnh.